Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, tại cửa hàng Mẹ và Bé số 160 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra vụ cháy. Nghe tiếng hô hoán của người dân, ba người ở dãy trọ phía sau cửa hàng và hai người trong cửa hàng đã bỏ chạy ra ngoài thoát khỏi đám cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, vụ cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.